Sáng nay ngày 10 tháng 3, ông Quen Việt Nam, thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, tổ chức khai trương và đưa vào vận hành siêu thị và trung tâm trải nghiệm tại An Giang, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và sử dụng các sản phẩm dịch vụ Amway của người tiêu dùng ngày càng tăng tại An Giang cũng như là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Siêu thị và trung tâm trải nghiệm Amway tại An Giang tọa lạc tại số 149 đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, được xây dựng theo mô hình hiện đại truyền cảm hứng từ các trung tâm trải nghiệm đẳng cấp quốc tế của tập đoàn Amway trên toàn thế giới. Được tích hợp siêu thị mua sắm, trung tâm là địa điểm để trải nghiệm sản phẩm, kết hợp văn phòng hội họp, mang đến cho nhà phân phối và khách hàng những trải nghiệm mới mẻ, cơ hội tiếp cận với những sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới, để mạnh phát triển kinh doanh cũng như củng cố và gia tăng kết nối cho công ty, nhà phân phối và khách hàng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện khai trương cũng nằm trong chiến lược đẩy mạnh và mở rộng đầu tư vào các trải nghiệm mua sắm đẳng cấp để tạo ra không gian tiêu dùng hiện đại thân thiện với nhu cầu của khách hàng Amway. Phát biểu tại buổi lễ, ông Quỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam nhấn mạnh, sự kiện nằm trong chiến lược tổng thể xây dựng các chuỗi siêu thị và trung tâm trải nghiệm tại các tỉnh, thành phố trung tâm, các vùng kinh tế trọng điểm, nơi mà kinh doanh Amway đang có sự phát triển vượt bậc. Theo đó, những sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp tại đây sẽ giúp nâng tầm hoạt động kinh doanh của tất cả các nhà phân phối trong khu vực. Trong thời gian tới, cũng sẽ có thêm nhiều trung tâm trải nghiệm được ra mắt, hướng đến mục tiêu tạo ra một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp hiện đại cũng như cùng cộng đồng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Nhân sự kiện này, Amway Việt Nam đã trao tặng 50 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Có thể khẳng định sau 15 năm có mặt tại Việt Nam, Amway đã từng bước chinh phục khách hàng, khẳng định vị trí trong người tiêu dùng với những sản phẩm mang tiêu chuẩn toàn cầu. Hành trình sắp tới của Amway Việt Nam, trong đó có Amway An Giang, sẽ đánh dấu một chặng đường mới với chiến lược mới. Đó là phân hóa chức năng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng, xây dựng các cộng đồng chăm sóc sức khỏe, phát triển bản thân, đồng thời mang đến cơ hội khởi nghiệp cho mọi người, nâng cao kiến thức về sản phẩm và kinh doanh cho nhà phân phối thông qua các chương trình huấn luyện đào tạo được nghiên cứu và xây dựng bài bản, ứng dụng khoa học công nghệ. Tất cả các chiến lược kinh doanh của Amway đều hướng tới mục tiêu đưa ra từ những ngày đầu mới thành lập là giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn.